của anh dài 12 xăng làm sao để lên 15 xăng ti em nhở? Nếu mà anh hết tuổi lớn rồi thì chỉ có đi phẫu thuật thôi anh nhá. Nhưng mà thực tế kích thước trung bình của đàn ông Việt Nam là 11,8 xăng mà anh được 12 xăng thì quá ngon rồi còn gì. Nếu mà mình vẫn muốn cải thiện hơn nữa, muốn cảm xúc hiệp 2 vẫn y nguyên như hiệp 1 thì kết nối với em Hương chỉ cách cho nhá.